Thưa quý vị liên quan đến việc đưa 39 thi thể nạn nhân Việt Nam, người Việt Nam tử nạn trong container tại Anh về nước. Anh Nguyễn Thọ Hạnh, ngụ xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, anh ruột của nạn nhân Nguyễn Thọ Tuân tử vong trong container, trong container tại Anh cho biết, người đại diện của bà Đỗ Thị Kim Liên, lãnh sự danh dự Cộng hòa Nam Phi tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến nhà anh Tuân ở xã Nam Thành, trao cho gia đình số tiền là 66,24 triệu đồng hỗ trợ để đưa thi thể anh Tuân về nước. Hiện thì đã có 33 gia đình có người thân tử vong ở Anh bày tỏ nguyện vọng là được bà Đỗ Thị Kim Liên hỗ trợ chi phí để đưa thi thể người thân về nước và đã được bà Liên hỗ trợ. Đại diện của bà Liên cũng cho biết là những gia đình còn lại nếu như mong muốn được hỗ trợ chi phí thì cũng sẽ được đáp ứng. Trước đó, ngày 14 tháng 11, Bộ Ngoại giao đã thông báo đến các địa phương có người tử vong trong container tại Anh về việc giải quyết đưa thi thể 39 người gặp nạn về nước. Theo đó, chi phí để đưa cho cốt từ Anh về đến sân bay nội bài là khoảng 1.370 bảng Anh một lọ cho cốt, tương đương 41,1 triệu đồng. Chi phí để mang thi hài trong quan tài kẽm từ Anh về Việt Nam là 2.208 bảng Anh trên một quan tài, tương đương với hơn 66,2 triệu đồng. Chi phí này đều do các gia đình phải tự chi trả.